Bonsai Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bonsai Đa Huy đang có mặt ở xã Bắc Lũng của huyện Lục Nam, Bắc Giang quý vị nhé. Và Bonsai Đa Huy đang có mặt ở cái nhà thờ của Vũ Trí Bạch. Vừa rồi có xây dựng một cái ngôi nhà thờ rất là khang trang. Thì cụ Vũ Trí Bạch thì các con chơi cây cảnh rất là đông, một số các anh em chơi cây cảnh. Thì cái khuôn viên của cụ nhà thờ rồi bên cạnh đó thì có rất nhiều cây cảnh. Và hôm nay Bonsai Đa Huy đến với thăm gia đình và chia sẻ cho quý vị ngắm cái không gian đây. Chào em nhá. Chào em vợ chồng em Huấn nhá. Năm mới chúc sức khỏe vợ chồng em nhá. Nhiều nhiều sức khỏe này và bình an và may mắn thành công nhá. Thì anh cũng vừa chia sẻ là đây là cái ngôi nhà thờ của ông bà nhà mình đúng không? Thì em thì là con thứ mấy của ông bà? Em là con thứ bảy, cũng là con út. À con út à? Vợ chồng em à đấy, em Huấn nhá. Vợ chồng em Huấn thì là con của ông bà Vũ Trí Bạch đúng không? Là cái em cũng có cái tình yêu cây. Cái khuôn viên nhìn thấy rất nhiều cây cảnh. Anh Kha đâu rồi? Anh Kha đâu? Chào Bonsai Đa Huy nhá. Vâng. Hôm nay nói thật Bonsai Đa Huy này giới thiệu Bonsai Đa Huy là cây cảnh cả nước, là có đồng chí cậu út này là cậu rất yêu cây. Vâng. Cậu mua cây nhưng mà chả bảo gì, cậu không mua cây nào được cây đấy. Cậu thích cây. Rồi. Biết anh Kha đây là em yêu cây hẳn. Anh giới thiệu với cả vâng. Nhà nhá. Đây là hai vợ chồng nhà cậu mợ đây, nhưng mà thực lòng câu là yêu cái đẹp mà làm được cái đẹp mà người ta còn chưa được làm được. Vâng. Làm câu là tôi là anh thật nhưng mà tôi mơ không gian này là chưa được. Nhưng mà nếu mà để cây thì đồng chí này đi rất sau, nhưng mà đi chơi cây thế nào mà cứ tự tìm tòi và lấy được cây đẹp. Rồi. Tí nữa là khả năng linh hiệp xem nào chấm 1-2 cây đi cậu có cho đi chơi chưa? Sau chơi nhanh. Rồi. Chấm tí nữa chơi nhá. Đi chơi. Thế bây giờ em vợ chồng em sẽ dẫn anh vào tham quan cái ngôi nhà này. Anh thấy Đúc Huy là đây là cái công cảnh này là cho Cường phủ lý. À. Con của Lý tôi giới thiệu cho làm cho cậu đây mới này, cho ông ngoại đây. Quầy đào đẹp thế nhỉ? Đẹp đẹp. Đào đẹp. Đây quý vị, em không gian xong rồi trong nhà thờ của em ấy rất là đẹp quý vị nhá. Trong nhà thờ của em ấy cái không gian nhà thờ của gia đình, không gian rất là đẹp. Em chưa hoàn thiện xong. Thế à? Năm nay là cũng sửa sang hết cái khu. Em mới hoàn thiện trong Tết à? Vâng, em hoàn thiện nhà ba gian ở trong Tết. Yeah. Em dẫn vào anh vào trong tham quan trong đấy thôi, trong nhà thờ cho quý vị xem. Một vợ chồng của em trẻ thôi, em làm cái nhà thờ cho ông bà thân sinh ra và cái lời thờ cúng tổ tiên nhà mình đúng không? Đẹp quá nhỉ. Yeah. Hôm nay thì có đoàn các anh ở Ninh Hiệp lên đây tham quan và thăm các nhà vườn ở Lục Nam. Con bà ơi, con chào bà. Vâng. Vâng, con đến với gia đình, con chúc bà thật nhiều sức khỏe nhé. Vâng. Chúc gia đình nhà mình sẽ nhiều sức khỏe và nhiều may mắn và nhiều thành công. Rất là may gặp vợ trai Đức Huy ở đây. Thì đây cũng là lần đầu tiên đoàn của anh em Ninh Hiệp là lên với lại nhà Khang Hương, anh em mời là tham dự triển lãm. Vâng. Xong lại được đây là lần đầu tiên được ý kiến lên nhà thờ họ. Vâng. Thật ra nói là cũng vừa qua câu chuyện của các cậu rồi chưa qua cái câu chuyện của cụ thì thấy rằng thực ra nói là cái gì nó cũng thế, cái gì nó có bản cái gì các cụ ngày xưa nói là cái gì nó phải có gốc, tức là nó phải có căn bản. Căn bản thì qua cái câu chuyện của cậu rồi qua cái lời nói của cụ thì thấy rằng nhà mình nó có một cái căn bản tư duy rất là tốt. Đặc biệt là tôi thấy là trên cái bàn thờ mình đã có chữ Đức Liêu Quang. Thì Đức Liêu Quang tức là liên tục là cái đức ấy, liên tục là sáng rọi và sáng mãi. Và lại tôi cũng được biết là đây là nhà thờ tổ họ của nhà mình là xây dựng trên cái mảnh đất của các cụ ngày xưa để lại.
Thì tôi có một cái câu nói như này, cũng mong rằng đối với gia đình, một đại gia đình mình ngày một đức lưu quang, và trên cái câu nói là ẩm hà tư nguyên, tức là uống nước nhớ nguồn, con cháu nhớ đến nguồn gốc, thì xây dựng nhà tổ. Đây không phải xây dựng nhà tổ để chơi, mà đây là để thờ phụng. Thì tất cả những người về sau hậu duệ đều phải nhớ đến cội nguồn. Đấy là cái nghĩa của ẩm hà tư nguyên. Thì rất trân trọng, chúc hai cụ cùng đại gia đình nhà mình sức khỏe, an khang thịnh vượng, và đức luôn là lưu quang, sáng mãi đến những đời sau. Xin cảm ơn. Thay mặt gia đình chỗ bạn đồng viên ra ở đấy, đất Hà Nội rồi, mình nhập vào Hà Nội rồi, thì về quê hương nhà tôi thì tôi ông bà cũng chả biết nói gì, sinh được 7 người con nên cũng có cái nhà thờ nhỏ nhỏ. Mời bạn về đây tham dự và cũng chứng kiến một cái sự trọng đại của chỗ cậu út của tôi đây. Rồi. Tuy trẻ nhưng mà làm nên lịch sử. Tôi là cũng là người người rẻ nhưng mà ước mơ cũng thành. Nhưng mà cậu út này cậu làm được. Đây là trên rất là Hà Nội, em chia sẻ thêm Hà Nội đấy là trên Bắc Ninh nhá, đấy là Hà Nội, xong là Bắc Ninh bây giờ là Hà Nội rồi. Thì bạn thấy cái phong cảnh đây thì chấm cho điểm mấy? Thật ra nói là giả sử bạn cũng vấn đề bạn hỏi mình để chấm cho điểm mấy, thật ra nói là mình không dám nói là điểm mấy, có điểm đi điểm đi điểm đi. Mà cái điểm cao nhất ấy là đã nói rồi, là mình đã điểm cao nhất ấy là mình đã nói trả lời luôn một câu nói rồi, tức là ẩm hà tư nguyên, tức là uống nước nhớ nguồn. Thì cùng chiêm ngưỡng một cái không gian nhà cổ và gia đình thì con người sinh ra đều có tổ có tông. Thế vậy thì nó cũng thay như cái lời như của bác Hồ giữ nước. Thế thì thực ra nói gia đình của cụ Vũ Chí Bảnh đức để dành cho con cháu này, thì con cháu lại xây được cái dành nhà thờ tổ này để thờ tổ tiên, để làm sao để uống nước để nhớ đến nguồn. Thì cái đấy là cái mà bây giờ một cái câu nói đơn giản như các cụ nói thường thường là như này, bố đức ấy thì quá sức mở ăn đúng không, chứ trời hại như là sợ những con người mà nói thật ra nói là mấy báo cáo cụ mấy cùng các bạn cùng anh em ở đây là họ nhà mình họ cũng khác, thì đến đời của mình là đồng hồ rất là đẹp quý vị, trước nữa là không biết, thế nhưng mà hiện nay đến cả cả con gỗ này, quan sát Huy cảm nhận là gỗ mun. Đây đồng hồ gỗ mun. Nhưng mà trong cái mấy năm được rồi, có một chú nói thật ra nói là bây giờ cái đầu tiên cứ mắt được. Là chú mua mảnh đất gần 2 tỷ. Đẹp quá, nhưng gần nhà thờ rất là đẹp. Nhưng họ bây giờ đang kêu gọi tổng cộng khoảng hơn chục tỷ để xây dựng cái nhà thờ. Hiện nay các công việc này thì đang diễn ra, nó cũng gần xong rồi. Nhưng mà dự định cũng là nửa năm sau là xong nhà thờ đó. Đây là như này là nhà thờ gia tiên. Nếu đúng cái nguồn nguồn đóng góp, nếu đúng nguồn đóng góp là chỉ có thờ bố mẹ thôi, còn ông bà vẫn chỉ được hưởng thôi. Là vì các con của ông bà có đây đâu. Hai vợ chồng về hưu sớm quá. Bây giờ còn nếu làm sự nghiệp này thì tuổi phải chắc là 60, 50 rồi. Thế là thành đạt sớm, không phải về hưu sớm. Thành đạt sớm. Thành đạt mà vẫn đang kinh doanh nhưng mà chuyển ở giai đoạn này và sang giai đoạn khác. Đấy, đúng rồi. Bây giờ em nói thật cho chồng em hôm nay có đất nước cổ là phải đất ở Bắc Linh từ Sơn rồi Linh Hiệp này, đất chấm đấy, không phải đùa đâu. Hôm nay là đoàn. Đây, mọi người đến với gia đình nhà cụ Vũ Chí Bạch, thì em Huấn, vợ chồng em Huấn thì là con út của gia đình nhà cụ. Thì hôm nay đoàn anh Hiệp đến với gia đình nhà em Huấn và chúc Tết các cụ. Để đầu xuân năm mới thì mọi người đứng chụp một kiểu ảnh lưu niệm. Đây, em mời các anh nhá.
Các anh các em nhìn đây cho em và cho anh. Nào mời mọi người cười tươi nhá. Rồi nào mọi người nhìn đây, nào 1 2 3 cười tươi nhá. 1 2 3 xong rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, Bao Sa Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị cái thước phim tại gia đình của cụ Vũ Chí Bạch. Thì hôm đó thì em vợ chồng em Huấn thì là con út của gia đình cụ, và cái không gian em mới vừa làm xong cái không gian nhà thờ rất là đẹp. Thì hôm nay Bao Sa Đức Huy cùng các anh đến tham quan và chiêm ngưỡng cái không gian nhà thờ này. Thì đến đây Bao Sa Đức Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đẹp mà, bố trí đẹp.